Màu mẫu lên con. Con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Bé, con ở Hòa Tiến Yên Phong Bắc Linh. Thì con được ơn thì con vào đây con làm chứng cho Chúa. Con của con là được ơn quay về. Con của con thì lúc nào nó cũng giận dỗi chồng nó mà nó bảo là nó ly hôn. Thế con cũng nhắn tin cho cha, thì sau con cũng được cha nhắn lại là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thế con nhà con vừa sáng thì nó vẫn mang đơn xuống, nó bảo chồng nó ký. Thế đến chiều thì mẹ con mới hỏi là thế con đang ở đâu. Thế bảo là con ở dưới ấp đồn. Bảo thế ấp đồn thì là ở đâu mà con ở nhà con. Thế con bảo là con cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa hàn gắn được thôi. Còn thì mẹ khuyên bảo con, mẹ sụt 3 cân người mà con không nghe. Bây giờ chỉ Chúa ơn Chúa để hàn gắn cho vợ chồng con được vui vẻ hạnh phúc. Thế là con vào đây để con làm chứng cho Chúa. Dạ, thưa cha là con cũng xin bảo là cho vợ chồng nhà Thu Giác nhà con để sớm có con cho vui cỏ vui nhà. Thế bây giờ con lại có thai được tháng rưỡi rồi. Thế con cũng xin cha và cộng đoàn cờ. Đây tôi gửi tặng cho hai vợ chồng nó. Đã tính là làm đơn ly dị rồi, chia tay rồi. Mà chỉ khuyên nó mà khuyên đến mức độ mà sụt mất 3 cân. Chưa biết cỡ nào. Khuyên cỡ nào mà sụt đến 3 cân mà con thùi không? Chả ăn thùi. Chỉ có Chúa thôi, Chúa làm thôi nha. Đây, cho tặng cho con cái máy 370 giảng về cho vợ chồng nó nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, con. Anh thưa cha, nay con vào đây.